Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Thông tin Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê, từ nhân viên bảo vệ đến diễn viên hơn 30 năm trong nghề. Đức Khuê là một trong những diễn viên nổi tiếng trong các bộ phim truyền hình Việt Nam cũng như các vở hài kịch trên sân khấu. Với đôi mắt tít, dáng người lọ mọ, anh thường được giao những vai diễn hiền lành nghèo, thật thà khổ sở. Tuy vậy, anh cũng để lại nhiều dấu ấn trong các vai diễn khác nhau. Nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê, sinh năm 1986 tại Hà Nội, quê gốc ở xã Nghĩa Hưng, huyện Quốc Oai. Anh hiện là diễn viên của nhà hát Tuổi Trẻ. Trong sự nghiệp diễn xuất, Đức Khuê đã giành được không ít giải thưởng danh hiệu, nhưng có lẽ thành công nhất phải kể đến giải nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn Dương thắng phim Của Rơi và phim Hàng Xóm tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14 năm 2004. Sau này, Đức Khuê còn tiếp tục ghi dấu ấn với vai diễn trong phim Lập trình trái tim với câu cửa miệng của nhân vật Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo. Năm 1988, anh tốt nghiệp Đại học Chính quy của Trường Đại học Thương mại. Sau khi ra trường, Đức Khuê làm nhiều công việc khác nhau nhưng anh lại không thấy bản thân phù hợp với công việc nào cả, nên anh thường xuyên phải thay đổi công việc. Vào năm 1990, nhà hát đã mở cuộc thi diễn viên và nam diễn viên đã thử thi. Cuối cùng anh đã đỗ khóa đào tạo diễn viên của nhà hát. Năm 1994, anh tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc luôn tại nhà hát từ đó đến nay. Trước khi đến với nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê đã có thời gian làm bảo vệ xót vé tại nhà hát Tuổi Trẻ. Học xong, không có việc làm, nam nghệ sĩ xin vào đây làm thêm và không ngờ đó là cơ duyên để anh gắn bó lâu dài trên sân khấu. Khi nhà hát tuyển lớp diễn viên kịch mới, Đức Khuê đăng ký tham gia, đạo diễn Phạm Thị Thành và Lê Hùng khi đó nói với Đức Khuê, trông người cao giáo sáng sủa thế này và thử vai xem nào. Thế là anh thử và được tuyển. Không mấy ai ngờ được, người đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim lần thứ 14, một gương mặt khá quen thuộc với sân khấu điện ảnh và truyền hình, vốn là một anh soát vé. Tốt nghiệp Đại học Thương mại, đúng vào lúc đất nước vừa chuyển đổi cơ chế, cơ hội tìm việc làm đối với thời điểm đó là rất hiếm hoi. Đang lúc thất nghiệp, có người quen giới thiệu, làm chân soát vé ở nhà hát Tuổi Trẻ, nam diễn viên nhận lời ngay. Những lúc rảnh việc, anh lại mon men đến bên cánh gà, say sưa xem các anh chị diễn viên kịch. Xem vậy thôi, chứ chẳng dám mơ ước gì. Đến năm 1990, nhà hát Tuổi Trẻ mở một khóa đào tạo diễn viên, mọi người xúi anh đi thi thử. Ừ, thi thử một phen xem sao, Đức Khuê nghĩ vậy, không ngờ đỗ thật. 4 năm sau, làng sân khấu có thêm cái tên diễn viên Đức Khuê. Có những người diễn viên vừa bước vào nghề đã tỏa sáng, anh chàng không là trường hợp như thế. Dáng người hơi lọ mọ, gương mặt không quá xuất sắc hơn người khác, anh thường được giao những vai hiền lành, nghèo, thật thà khổ sở. Rất nhiều vai anh đóng là vai phụ, đôi khi chỉ xuất hiện dăm 3 phút, không kịp ghi lại trong trí nhớ của người xem. Nhưng Đức Khuê không kén chọn, cũng chẳng có cơ hội để kén chọn, cứ được giao vai là anh nhận, dù chỉ để làm nền cho người khác, ở điện ảnh, truyền hình hay sân khấu. Không tài năng cũng chẳng lợi thế, về gia thế hay hình thể. Thôi thì mình bù đắp bằng sự cần cù, Đức Khuê nói. Bất kỳ vai diễn nào cũng vậy, anh luôn cố gắng hết mình. Nhận kịch bản, anh đọc rất kỹ càng, kể cả những phần không phải của mình. Nhuyễn lời thoại, đương nhiên, còn mục đích là để hiểu thật sâu những điều mà tác phẩm muốn thể hiện để ăn khớp với cả ekip sáng tạo. Câu hỏi nhân vật này là ai, tại sao lại có mặt, sự xuất hiện của nhân vật ấy đòi hỏi mình phải thể hiện như thế nào, luôn thường trực trong Đức Khuê, không dĩ diện, không ngần ngại, anh nhờ tất cả những người xung quanh, từ tác giả đến đạo diễn, diễn viên quay phim, giải đáp điều mình còn thắc mắc. Sự chỉn chu nghiêm túc của anh rồi cũng được đền bù xứng đáng. Cuối cùng 10 năm sau lặng lẽ, âm thầm trên con đường nghệ thuật, cái tên Đức Khuê bắt đầu trở thành một thương hiệu mà Liên hoan phim lần thứ 14 vừa qua là một cột mốc quan trọng. Nhìn lại thời gian đã qua của mình, nam diễn viên bảo rằng anh không có cảm giác nóng ruột khi nhìn bạn bè cùng khóa như Nguyệt Hằng, Xuân Tùng gặt hái được nhiều thành công. Anh luôn tâm niệm nghề diễn cũng như một đứa trẻ phải trải qua những bước chập chững đầu tiên trong đời, phải học bò rồi mới tập đi biết chạy. Bởi vậy Đức Khuê cứ như một con chim di, tha dần cũng đầy tổ. Biết rất rõ trên đời này, làm gì có sẵn, của rơi để nhặt mà tất cả đều phải do mình tạo ra nó. Các vai diễn của Đức Khuê thường theo một kiểu quen thuộc, hơi ngẩn ngơ, nhu nhược, thậm chí hơi oái oăm một chút. Nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê được nhiều khán giả yêu mến bởi tính hài hước của anh. Sau đó, nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê trở lại màn ảnh trong bộ phim truyền hình Đối thủ Kỳ Phùng. Đây là lần đầu tiên anh vào vai nhà báo, lại là nhà báo, mê tiền lẫn mê gái. Nghệ sĩ Đức Khuê phần nào đã thay đổi hình ảnh mà người ta đã mặc định về anh trên phim. Không còn ngố ngố, ngờ nghịch như trước nữa, Đức Khuê nói thời gian đóng Đối thủ Kỳ Phùng. Anh không chỉ bận rộn với công việc của nhà hát Tuổi Trẻ mà còn phải chia sẻ thời gian với bộ phim điện ảnh Em là bà nội của anh, bộ phim gây sức hút lớn trong thời gian qua. Tại lý do, luôn được các đạo diễn vai cho những vai ngô nghê, ngờ nghịch,
Anh nói, thân hình mình chỉ có vậy thôi, già và xấu không được đẹp lắm, nên chỉ đóng vai tính cách thôi. Vai hoàng tử điệp gia được yêu công chúa là không có rồi, nên mình thường vào những vai thuộc mô típ khổ khổ, thương thương tội tội. Kết duyên tình với sân khấu khi không còn quá trẻ, Đức Khuê không ngờ chặng đường sau đó kéo dài tới hàng chục năm, anh không chỉ gắn bó với sân khấu, với điện ảnh và rất nhiều bộ phim truyền hình mà nhà hát tuổi trẻ còn mang đến cho mình một người vợ. Vào vai một nhà báo ham mê tửu sắc trong phim Đối thủ kỳ phùng, Đức Khuê chia sẻ rằng vợ anh không theo dõi thường xuyên phim của chồng khi phim phát sóng, nhưng có xem lại trên YouTube, chỉ nhận xét một câu, dạo này cũng thay đổi đấy. Những tưởng một diễn viên có vợ làm cùng nghề, lại cùng một nhà hát sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối trong công việc. Không có hiểu lầm hay trách móc, nhưng Đức Khuê nói rằng mọi việc không hẳn như vậy. Tổ ấm gia đình là sự kết hợp giữa mỗi thành viên và cần phải có sự chia sẻ cảm thông, hy sinh, cho và nhận. Mình không dám khẳng định được hoàn toàn, nhưng dù sao, sự chia sẻ của mình trong công việc và vợ quan trọng đã hiểu nhau. Chưa từng là diễn viên ở hạng top, nhưng Đức Khuê đã dần dần xây dựng hình ảnh của mình là một người nghệ sĩ làm việc nghiêm túc, cần mẫn, đi bên bằng thực lực của bản thân. Chính vì vậy các dự án phim có anh tham gia đều có được độ tin cậy cần thiết. Rất lâu mới trở lại bản ảnh nhỏ, nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê đảm nhận vai ông bố sĩ diện trong phim Mùa Hoa Tìm Lại đang gây sự chú ý của khán giả. Ngoài đời diễn viên nổi tiếng với câu cửa miệng, ở đời phải biết mình là ai, lầy hơn trên phim và không may là bị bệnh sĩ à. Một thú vị khác ở Đức Khuê là anh rất thành thật, tôi nhớ mình có hỏi, trước khi đóng Của Rơi anh đã đọc nguyên tác của Nguyễn Việt Hà hay chưa? Anh trả lời, nói thật là chưa, ngày còn đi học tôi cũng chịu xó đọc sách. Hồi ấy điện năng không dồi dào như bây giờ, nên lúc nào cũng phải thủ sẵn một cái đèn nhỏ, để trong phòng mất điện. Nhưng đến khi đi làm, có gia đình thì nhiều chuyện để lo lắng hơn, thành ra thời gian dành cho sách vở cứ bị cắt xén dần. Mặc dù vậy, vai thắng của Đức Khuê vẫn được tác giả văn học Nguyễn Việt Hà đánh giá cao. Anh Hà nói rằng, Khuê rất chịu nghe các diễn viên, chất lạc thời của thắng, một người không thích nghi với hoàn cảnh nhưng muốn phá vỡ mọi giá trị cũ. Dung dị trong nghệ thuật, Đức Khuê cũng là một con người rất phẳng lặng trong cuộc sống, tự nhận là người chân chất cổ điển, anh không bao giờ gồng mình lên, khoác cho mình lớp vỏ nghệ sĩ lập dị khác người. Quan niệm về hạnh phúc của anh thật giản dị, đó là một công việc yêu thích, một người vợ hiền những đứa con ngoan. Bà xã của anh ở cùng cơ quan, làm công việc hành chính, căn hộ 35m² trên tầng 4 của một khu chung cư của đôi vợ chồng Đức Khuê Ngọc Lan và hai đứa con nhỏ, tuy nhỏ bé đơn sơ, luôn ngập tràn ấm cúng. Tôi hài lòng về cuộc sống của mình, Đức Khuê khẳng định, dù người vợ không sắc nước hương trời như nhiều bạn diễn, nhưng chưa bao giờ anh nảy sinh ý so sánh với những người hay có những phút sao lòng. Hạnh phúc với anh là những bữa cơm ngon do chị nấu, là những buổi chiều cùng đón con tan học, là những lần chị nhắc đoạn anh tập kịch, là những đêm chị trong đèn thức đợi anh đi diễn về khuya. Chỉ vậy thôi, nhưng không phải dễ tìm ở những ai đã chót đa mang với nghệ thuật. Tổ ấm không sóng gió biến động chính là nơi giúp diễn viên truyền hình Đức Khuê có được sự tĩnh lặng cần thiết để cần mẫn hơn với những vai diễn của mình. Đức Khuê tâm sự những khó khăn trăn trở trong nghiệp diễn. Khán giả cả nước biết đến với Đức Khuê, hầu hết các vai hài trong chương trình Gala Cười. Dư luận gần đây lên tiếng khá nhiều về sự dung tục hóa trong hài kịch, không đánh giá cao những người làm hài. Nam diễn viên, với sự tĩnh tại vốn có, không sợ mình mất đi ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Theo Đức Khuê, công việc phải đặt lên trên hết, dù là hài kịch hay chính kịch thì người nghệ sĩ cũng cần phải cố gắng. Điều áy náy nhất của anh là hễ bước chân sang sân khấu, khán giả lại cười ồ lên, dù vai diễn của anh lúc đó chẳng có gì đáng cười. Một cụ đồ suy tư, một ông bố đầy nỗi niềm. Những lúc như vậy, Đức Khuê phải tự nhắc nhở mình, phải chấp nhận phản xạ tự nhiên của khán giả và cố gắng dắt họ dần dần lại vở kịch. Một cái khổ nữa của Đức Khuê, đôi mắt cận 8 độ, điều này khiến anh bao lần khóc dở mếu dở, chuyện đi trên đường không nhìn thấy, cứ hố lao đâm sầm xuống, dẫm chân lên con chó để quay ra bị đớp trả. Điều đó cứ xảy ra thường xuyên, nhiều lúc trên sân khấu anh cứ sán lại gần bạn diễn, khiến bạn diễn phải tìm cách ra hiệu để anh giữ khoảng cách. Mỗi khi đến phân đoạn chuyển cảnh, đèn tắt là anh cứ phải khua tay khoáng trước đi trước, mò mẫm theo sau, đóng phim nếu phải bỏ kính, còn khó khăn hơn. Điều này khiến cơ hội nhận vai của nam diễn viên bị hạn chế khá nhiều, giá như không bị cận thì vẫn tốt hơn, Đức Khuê nói. Đức Khuê còn để lại nhiều ấn tượng cảm xúc trong lòng khán giả. Qua từng vai diễn, anh đã hóa thân xuất sắc cùng với sự cố gắng của chính bản thân. Qua đó, anh luôn được khán giả yêu mến và mến mộ. Mới đây, Đức Khuê đóng phim Phố Trong Làng. Phố Trong Làng xoay quanh cuộc sống của những người dân ở xã Tân Xuân. Tuy không chỉ là một xã lớn, nhưng lại bị ảnh hưởng nhiều bởi sự phát triển hiện đại hóa. Mất đi vẻ bình yên vốn có, khi bỗng dưng trở nên đắt giá nhờ đất, nhiều gia đình bỏ bê công việc, lao vào cờ bạc đàn đúm, xảy ra rất nhiều tệ nạn. Trước tình hình rối ren tại Tân Xuân, một công an chính quy tên Nam được cử về giữ vị trí trưởng công an xã.
vốn là công an hình sự chuyên đi phá án nên Nam khá bỡ ngỡ với vị trí mới này. Anh cùng các đồng đội phải làm quen với việc xử lý những vụ án dân sự nhỏ nhặt như xung đột cãi vã, những lục đục nội bộ của dòng tộc hay đến những vụ việc lớn như âm mưu chiếm đất của một nhóm lợi ích gồm cả cán bộ, doanh nghiệp và dân giang hồ. Tuy cuộc sống tại Tân Xuân rối ren là thế, nhưng càng ở lâu, Nam càng hiểu được, người dân nơi này anh cảm thấy mình gắn bó hơn nơi đây. Nhưng việc làm của anh giờ đã không còn là nhiệm vụ, như là trách nhiệm của một người con của mảnh đất này. Bên cạnh những kẻ xấu, tìm cách chống đối Nam thì cũng có những người dân chất phác, chân thành chính nghĩa luôn ủng hộ Nam. Anh cũng có thêm những người bạn tại đây như Đông và Hoàng, hai người ghép trước thương sau, như Hiếu. Đặc biệt Nam cũng có mối tình đẹp nhưng cũng đầy sóng gió với Ngọc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.